Rồi anh em có thấy thứ mà Linh đang thấy không? Ôi ôi. Đấy, lại mấy bố mẹ bảo là truy kích nâng cấp nên là game rác đi, game rác đi. Ừ. Nói cho mà biết, thấy không? Hàng họ nó đâu ra đấy. Rồi các bạn cho coi mình là Linh đây. Rồi vui vui một chút thôi. À, hôm nay thì phải nói là đúng thật, khi mà chúng ta mất cái gì đó đi rồi ấy thì mới bắt đầu gọi là nuối tiếc đúng không? Ngày xưa thì chơi đền cổ gọi là mon cái đít ra thì lỡ không may em ấy gọi là một đi không trở lại, thế là ui mẹ thấy có đồ to luôn này, phải cướp thật. Thế là cũng lâu rồi, hôm nay mình sẽ gọi là trở lại cho anh em với map cái đền cổ, tuy không phải ở phiên bản truy kích ở Việt Nam nhưng mà cũng là có cái gì đó gọi là kỷ niệm. Thì ok, truy kích nâng cấp mà mình thấy đầu to mẹ rồi, thấy cái mặt cái ghen méo nào mình cũng đen đấy, mấy thằng tượng được nhỏ đến mức độ đây nó thì chịu rồi. Đây, 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 cái tội này anh em, cái tội là soi bóng ma ấy, cái con đấy là chính ra là con bóng ma đây anh em ạ. Con bóng ma nó cũng có khả năng tàng hình như kiểu con bóng ừ, nó là bóng ma mà nó tàng hình được mà. À, sắp chết rồi. À. Từ cái này bên này cho nó lời cận chiến lắm, chúng nó toàn cầm kiểu đua khẩu của kia, khẩu đua crit này nó mạnh lắm. Thế là mấy bố toàn cầm đấy đi săn thôi chứ hiếm lắm, vì thế có thằng nó cầm dao ra đi đuổi zombie. Zombie ở đấy mạnh lắm, zombie ở đây nó khỏe mà. Ôi chết rồi. Đó. Ôi, nói chung là cảm xúc thì nó em nhìn nó quen thuộc không? Đó, đây là cái chỗ bậc thềm này. Đó. Ở đây thì không có khả năng bunny thôi, chứ còn nếu mà bunny thì mình cũng méo bunny được đâu, mình có học được, mình cũng biết bunny méo đâu. Đó. Cái này chỉ khác cái là nó khó không có cái bàn thờ cái thôi. Cái bàn mà đấy, cái bàn trước mặt này. Đó. Chỉ có cái chuồng, rồi cái chuồng thì huyền thoại quá rồi. Ê, hôm nay mình cầm quả súng súng ở đây hoàn toàn là free anh em nhé. Tuy là nó chỉ là đồ ngày thôi nhưng mà cứ thi thoảng nó sẽ có mấy khẩu súng lạ lạ cho anh em cầm. Thế là nếu anh mình có mấy anh em vẫn hỏi là tại sao anh không làm clip về gọi là hướng dẫn đăng ký và tải game ấy, mình có làm nhá, mình còn làm được cách đây 2 năm trước rồi. Thế là anh em tìm lại đi, tìm lại giúp mình. Ui, khẩu này nữa, mình cứ tưởng là bắn đấy chứ. Nó lại bắn mày quá, bấm kíp, bấm kíp. Ui đúng lúc mà heo này. Ê ơi. Mày làm sao? Mày làm sao bỏ thằng? À, à. Mẹ cái con. Ui ôi cái con mẹ cái con màu xui màu gà ấy, nó nhìn nó kinh vãi. Cái con hero mình chết thảm ấy kìa. Đấy đấy đấy, có bóng ma kìa, thấy không? Bóng ma đó. Ui hero kiếm này. Ui nhìn này nhìn. Ui giời ơi. Như thể mình thà đừng hóa hero còn hơn đấy, mình thêm nói mình nói thật hero đấy yếu lắm, với cả là nhìn mỗi khi mà nó bị zombie nó cào chết thì nhìn nó thảm thương không chịu được. Ok à, chúng ta sẽ à đây 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 ngon đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có 2 khẩu súng chính luôn, một khẩu súng ở gọi là hòm tiếp tế, còn một khẩu thì súng của anh em trang bị vào ấy, nên là đây cũng hay. Ủa mày nhắm đâu chúng đấy các bạn, thề có mắt của mình phải là có mắt. Thề, tao với mày quyết không đội trời chung nhé, đầu to thế mày cút ra sợ thật. Qua đây thì à, nó là sườn nếp kiểu bán tự động em ạ, kiểu nó bắn lên lên thanh được này đó, nhưng có vẻ không không mạnh lắm ta. Đây mày quá, có hai thằng, có thằng Grid đây thì dễ này, Grid này nó khuẩn nó đép khỏe. Ờ, trốn thôi anh em ạ, chứ bây giờ ra ngoài cũng chết à. Mình ở cái game này đặc biệt cái là anh em sẽ có méo có huyết thanh đâu. Ai à, có không ta? Thì không nhớ là còn có hay không nhưng mà ờ hình như là không có huyết thanh đâu, game này không có huyết thanh đâu anh em ạ. Chỉ một phát cào là chết thôi. Nên là nên thứ nhất là nên trang bị một súng thật là khỏe, hai là trong chuồng. Trong chuồng là easy nhất. Đấy. Thằng Grid đây là chỉ có một thằng Grid cầm thôi nhá. Ở trong chuồng ấy mà bây giờ chỉ còn 2 thằng hoặc 3 thằng đứng ở trong cái chuồng này thôi mẹ anh em đúng không, không tiền bằng tiền mán luôn, không vào nổi một khẩu khẩu của mình. Ôi chết ơi, nó bị ấy rồi các bạn, nó bị bật xít rồi. Ôi mẹ kìm kìm ở đâu, đâu có lên, có lên ơi. Ôi nó hết đạn rồi, ôi thôi xong rồi, hình như nó hết đạn anh em ạ. Chết bố hết, nhìn 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 thằng ấy rồi, nhìn thằng ấy rồi. Chết. Ui rồi ôi. Thế. Khỏi đấy, để cho cái chuồng điện thoại không? Đấy, tiếc là không bắn đi được thôi nhỉ? Ừ. Cái game này chỉ khác mình thực sự cái di chuyển của nó khó ấy. Nên di chuyển của nó không được kiểu
lụa là đánh võng như thì kiểu bên truy kích bunny các kiểu. Cái câu khẩu nữa này đó, AK có lẽ là AK VIP, AK thì cũng xịn đấy. Đó, cái khu sân sau này, cái sân này là cái sân mà đi còn đi cận chiến thích nhất này. Có súng nữa đâu, thằng này còn có mặt nạ xịn nhân nhưng mà súng nữa đâu. Nó không bị hóa zombie này. Thế nhân vật đây làm đẹp phải không? Hôm nay mình bật mắc đồ hội họa, họa cho anh em xem đấy, thì nó mượt mà kinh khủng không. Ê, sao có mỗi con zombie này. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà mình ưa thích nhất là cầm snip. Cầm snip hay đứng đây rỉa rỉa này. Đó. Đứng ở trên đó này đó. Đó, hai cái chỗ mà điểm mà mình cảm giác bắn snip ngon nhất với cả lên cái bàn thờ. Nhớ vai thì tự nhiên mất đèn cổ má, cái map hay nhất đấy. Thế mình mới bảo là cái game này với game truy kích nâng cấp là nó không kiểu là nó khác nhau hoàn toàn ấy, tức là nó hai công ty khác nhau hoàn toàn. Ui vãi con giò nó bay. Mình nghĩ là cái lý do chính là do cái map này chính cái map này giống cái map đường cổ mình ấy, tức là cái map mình kiểu là người sinh sinh sau đẻ muộn mà anh em, tức là kiểu gì cũng gọi là gắn mác là copy rồi. Nên là cái bản quyền của nó thì anh em phải chấp nhận thôi. Kiểu nói chung một bản quyền cái gì thì gì, kể cả YouTube, game các thứ thì cái bản quyền nó luôn luôn nó kiểu thắt chặt ấy. Nên là mình nghĩ đấy là lý do chính mà khiến chúng ta bị mất đền cổ và phải gọi là biến tấu đi, biến thể đi sang thành di tích hoang. Mà ok, chứ là cũng truy kích Việt Nam mình em cũng là quá lắm có gì đó, kiểu kiểu như là vì anh em mà phải là đánh đổi bao nhiêu cái bảng cập nhật để và giữ lại cái bát đền cổ cho em chơi. Đây, mình nhận của RPK này. RPK này xịn đấy em nha, bắn đau cực thấy không? Mỗi tội hơi giật thôi. Đam nó hơi to đấy. Súng, nói chung là súng ở bên trong cái hòm thì súng nào cũng ngon hết cả. Đỉnh vãi. Hơi tiếc, nói chung là kệ đi. Mình cứ để cái link ở dưới. Bây giờ cái hiện tại thì cái lập nick ở bên truy kích nâng cấp nó hơi khó rồi, nó bắt anh em phải có số điện thoại và kiểu danh tính thật ý. Ôi đấy, thế mèo mình chết rồi đấy, chết rồi không đi. Ui và thứ 11 anh em ạ, chết rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, nói chung là vui vui một chút. Cảm ơn anh em, bye bye. Mẹ vãi cả.